Rồi cái gì nữa? Còn đây là con mèo, Rồi. đây là béo, đây là bông, còn đây là béo là, còn đây là con, còn đây là bông hoa, còn đây là con mèo, rồi. Còn đây là cái bình hoa, còn đây là cái sữa, rồi. Còn đây là thức ăn cho mèo. Rồi đẹp quá, ok. Rồi đến lượt chị Mỹ Phi.